Chương 11, quản lý các cái quyền trên file. Trong file thì về quyền này, ta có thể quyền thì trong các nhóm là mỗi file thư mục thì có 3 cấp độ sở hữu như sau: sở hữu của người sở hữu file này, nhóm sở hữu file và những người khác. Và có mỗi cấp độ sở hữu thì được gán những cái quyền sau, những cấp phép sau là đọc, ghi và thực thi. Chú ý rằng việc cái quyền thực thi cho file cho phép chúng ta chạy file đó, còn quyền thực thi cho thư mục cho phép chúng ta truy cập nội dung của thư mục đó, nhưng không có nghĩa được không được chạy thực thi cái file thực đó. Quyền truy cập nội dung ấy, nhưng không được quyền thực thi cái file của nó. Khi một file hoặc một thư mục mới được tạo ra thì mặc định cái tập khúc của mặc định ấy, thế được tự động gấp cho nó. Về mặc định thì sẽ cho file và thư mục dựa vào 2 yếu tố. Thứ nhất là cái cấp quyền cơ bản, và thứ hai là sử dụng cái gọi là cái mask, là user file creation mask, cái ưu bác đó. Ta nói về riêng là về cái quyền cơ bản. Mỗi khi một file hoặc một bước tạo thì cái quyền cơ bản tự động gắn cho nó, và quyền cơ bản cho một file thư mục thì được diễn đạt theo các giá trị bậc 8 ấy, tức là hệ bát phân. Nó có như sau. Không có quyền gì là không. Quyền ghi thực thi còn 1, ghi là 2, ghi thực thi là 3, đọc là 4, đọc và thực thi là 5, đọc và ghi là 6. Tương việc như thế này, 3 quẻ này. Thế thì cái giá trị đọc quyền cơ bản của thư mục là 77, tức là tất cả quyền. Nó cấp cho tất cả mọi người có quyền đọc, ghi, thực thi. Điều đó nghĩa là thư mục, cái người sử thư mục này, cái nhóm người sử thư mục và những người khác đều có thể liệt kê nội dung của file, tạo, xóa, sửa các những cái gì đó, cả thư mục vẫn cả file ở trong thư mục đó và dưới nữa. Chú ý rằng những cái file mà cá liệt, những file nhỏ trong thư mục ấy có thể có quyền riêng của chúng mà điều đó ngăn cản chúng ta để thay đổi của chúng. Cái quyền cơ bản này của một file gọi là 666. Quyền cơ bản của 77 là 666. Nó quyền chỉ quyền đọc ghi không một gì à? Nó gán cho bất kỳ mọi người nào có quyền để đọc và ghi. Điều đó nghĩa là những người sở hữu này, nhóm và những người khác đều quyền đọc và sửa chữa nội dung file. Ví dụ đây, một quyền file có thể là LSL ra quyền như này. Cái gạch đầu tiên là file. Rồi ghi là quyền của người sở hữu. Tiếp theo là quyền của người của nhóm. Bao người chịu tham gia, quyền của nhóm sở hữu. Tức là quyền của những người khác với cùng chấm. Cuối cùng này, đó là SC Doctech để kết hợp file. Quyền thư mục thì có những vấn đề nào? Chú ý, quyền cơ bản được tự động gán cho file thư mục thì không phải là quyền mặc định cho file và thư mục. Khi chúng ta tạo file thư mục thì cái quyền cơ bản đó sẽ được thay đổi bởi thằng UMask. Thì việc kết hợp giữa quyền cơ bản và UMask thì sẽ tạo ra cái quyền mặc định cho cấp phép mặc định cho file và thư mục.